Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin được trở lại với quý vị với phần 2. Và đề tài ngày hôm nay là Hương Thơ chọn là làm sao chúng ta đối phó khi với vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng như là khi người thân của mình bị tâm thần, hay cái chính bản thân của mình phải đối phó và phương cách nào để mình trực diện và ứng phó một cách hiệu quả hơn. Và phần đầu thì quý vị đã nghe tâm sự, mà lần đầu tiên Hương Thơ mới nghe tiến sĩ Xuân Đông trải lòng mình cái lý do làm sao đưa đến cái nguyên nhân cô nhất định chọn cái ngành tâm lý trị liệu để giúp đỡ những người có thể đã từng trải nghiệm như cô đã từng trải khi còn trẻ. Và vấn đề chúng tôi đang nói là vấn đề stress, thần kinh căng thẳng có thể đưa đến những cái rối loạn tâm lý. Bây giờ xin mời bác sĩ Ngô Bách Định chia sẻ cái stress nào trong đời sống, áp lực nào lớn nhất ngoài cái vấn đề chính trị ra nhé. Trước hết mình nói một con số quý vị nghe rồi nha. Trong thế giới này có khoảng 25% chúng ta bị mắc bệnh tâm thần trong một thời gian nào trong cuộc đời mình. Cứ một trong bốn người là sẽ có người bị tâm thần trong thời gian mà quý vị sống. Mà người phụ nữ là có khả năng bị bệnh tâm thần gấp đôi người nam. Đó, cái đó. Thứ hai là 2/3 những người bị bệnh tâm thần trên thế giới này không có nhận được cái sự chăm sóc. Mà ở Mỹ này ít hơn một chút, tại nước Mỹ là nước đại cường mà. Thì nước Mỹ khoảng 60-mấy% thôi. Mà trên thế giới này khoảng chừng 2/3, tức là 60-mấy% đó. Mà có những nước nghèo đó hả, có thể 80-mấy, 85% là không được nhận được. Rồi những người mà bị bệnh tâm thần, nhất là những bị depression đó, cái khả năng bị tim mạch đó nhiều gấp đôi những người mà không có bị bệnh tâm thần. Cho nên quý vị nên cẩn thận khi một người nào mà bị tâm thần, bị depression đó, cái khả năng mà bị tim mạch stroke sẽ cao hơn gần như là 40-50% luôn. Cho nên có bao nhiêu người trên nước Mỹ này, có bao nhiêu người trên thế giới bị tâm thần, tức là ý tôi nói là khoảng trên 300 triệu người trên thế giới này đang bị bệnh tâm thần. Đó, thì vì thấy ghê gớm như thế nào. Mà chị có biết người nào dễ bị bệnh tâm thần mà dễ bị tự tử nhất không? Không. những người trong y tế y khoa đó. Mà những người nào mà trong y tế y khoa mà bị depression mà dễ bị tự tử nhiều nhất không? Thì họ tiếp cận đến những cái thuốc men dễ hơn không? Là y khoa cộng đồng, những người thuốc bác sĩ gây mê. Và xin lỗi chị Xuyến, những người về tâm lý và tâm thần. Cái đó thì Xuyến không có biết là như nào. Tại vì vừa rồi, cái trước đây thống kê thì là những người nha sĩ. Gần đây thì nói là những người farmer. Những người farmer tức là nông dân. Tại vì họ cái luồng mùa của họ nó tùy thuộc vào thời tiết á, và cái tình hình chính trị của một cái quốc gia. Thành ra là cái sự thất thoát á, của cuộc sống, trong cuộc sống có của họ nó rất là ngoài sức chịu đựng. Thì cái mới nhất bây giờ mà Xuyến đọc đó là nông dân. Wow. Farmers. Vậy, tiếp theo những con số đó thì quý vị, cứ 3 người mà bị bệnh tâm thần thì 1 người đó ở bên nước Mỹ chúng ta đó là họ lo ngại bị người khác nghĩ là mình bị tâm thần họ khó. Đó. Còn một cứ 5 người là 1 người bị bệnh tâm thần là tuyệt đối giấu kín, không cho ai biết hết. Thì chút mình sẽ nói là giấu kín, mình biết là mình sẽ nói về cháu gái của nhà mình. Thì quý vị nên nhớ là các cháu mà từ 10 đến 19 tuổi đó, cái số lượng mà tự tử chết á, nó nhiều hơn những cái lứa tuổi khác. Cho nên quý vị phải để ý con em của mình. Rồi trở lại cái chuyện của nhà tôi. Câu chuyện cuộc đời tôi. Bà xã tôi không thấy này, bà thấy này, rồi bà về lại tôi lại mang tội chết. Ok, trên đường đi Grand Canyon thì cháu gái nhà tôi 15 tuổi ở nhà mà phải lo học AP. Có thể là cháu lấy 6 lớp AP mà kinh khủng, những lớp mà khó nhất ở trong trường. Và khó hơn cái cháu trai nhà tôi là cũng là thuộc loại top của là class, cũng vô những trường lớn. Mà cháu nói là khi ra lấy những lớp còn khó hơn của con nữa. Mà tại sao? Tại vì bạn của cháu đó là những cháu đi học trước 1-2 năm, những cháu mà giỏi nhất trong trường Whitney á. Trường Whitney là trường đã khó vô, mà trường giỏi nhất Whitney đó là thì bị stress quá đi. Mà cháu bị buồn trên đường đi quen nhân, cháu ở nhà phải lo học cái AP cho nên không có cháu trên xe. Thì tôi nói chuyện đi đâu mà đến mà mức nào đó thì tôi mới nói là theo gì anh biết, bác sĩ anh không phải là psychiatrist, nhưng mà những gì anh cũng biết một tí về tâm lý tâm thần đó, thì em biết là con nhà mình nó ở mức độ nào bị depression. Quý vị nên nhớ, depression nó không phải là cái bệnh có hay không, mà là một cái quan phổ. Có những người nó bị ít xong rồi nó sẽ ở lại, có những người nó bị nặng quá thì đến mức nào thì DSM-5 nó phải chẩn định. Dạ, trầm cảm nó cũng có nhiều loại. Và đó, dạ, đó thì, và nó có từ gọi là nhẹ đến vừa tới nặng. Ừ. Đó là nó cũng là những nắng mưa trong cuộc sống rồi. Chứ không phải là phải tâm thần gọi là nặng đâu. Dạ. Chứ không phải là có hay không quý vị, mà nó có là cái quan phổ. Thế nên mình nói như vậy
Thì tôi nghĩ như vậy thì cháu trai là cháu mới 10, 10, 12 tuổi, cháu là ăn ngủ, ngủ chung với chị. Hai đứa giống như là hai chị em sinh đôi, nó ở chung với nhau nên biết nhớ. Thì lúc đó vợ tôi chị rất là giận. Xin lỗi tôi nói không muốn văng tục, chị nói là you don't bullshit me. Con gái là... của tôi, tôi không biết hả? This is my daughter, I'm her mom. I know my daughter. So don't, nói vô định, lúc mà định đang lái xe đó. Don't bullshit me là my daughter depression. Thì lúc đó cháu trai ngồi đằng sau, cháu không có dành được, cháu rất là sợ mẹ. Mà cháu nói là mommy, con nghĩ là bố có cái lý do của bố rồi. Là tại vì mà cháu là người ăn ngủ đi chơi mà giống như là hai chị em sinh đôi với nhau. Cho nên lúc đó tôi cũng bực quá, tôi nói em honey, anh ngồi chung xe với con anh đi shopping với con anh trên một quãng đường dài mấy tiếng, những câu hỏi đó một người bác sĩ mà anh không biết là con của anh, con của chúng ta đang bị một tí gì có định nghĩa trầm cảm hay không? Cái cách trả lời, cái mặt không nhìn thẳng, trả lời ngập ngừng mà hỏi về những cái thú vui, những cái gì trong cuộc sống cháu nó không có muốn nói đến. Ok, mà bây giờ rõ ràng mất ngủ, những ngày gần đây lại mất ngủ, lại bị stress trong trường như vậy nữa. Và những người bạn, những người học giỏi đi học trước vô được nhận những trường lớn to lắm mà bao nhiêu cái stress rồi, em lại hay là so sánh con của em lại những các cháu mà nó giỏi nhất trường, hay là cái trường bình thường, cái trường giỏi nhất Cali, nó quyết đâu phải chừa, đâu phải giỡn đâu. Thì em so sánh như vậy thì con đó, thì lúc đó tôi giận, tôi cũng nói lớn, tôi cũng không bao giờ muốn nói lớn tiếng với vợ mình. Thì hai chị biết không, quý vị biết không, đúng một tiếng sau tôi và vợ tôi nhận một cái thách mà vô hình chung không có gì là cô giáo dạy thêm cho con tôi đó, là người cô giáo gửi tới cái thách mà ở đây không có dính líu, không có nói chuyện với anh, mà tự nhiên gửi đúng vào một tiếng là sau khi hai vợ chồng có cái sự căng thẳng trong xe trên đường đi Grand Canyon. Cháu nói là Giao không có muốn sợ này sẽ phải mang hối hận suốt đời. Giao có nói dù cho Ly anh Định có trách Giao như thế nào nhiều chuyện, nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra với cháu kia ra sau này đó, thì Giao sẽ ôm hận, sẽ hối hận suốt cuộc đời. Thì cô giáo mới nói là những cái triệu chứng, những cái cảm là có cảm, mà có bị trầm đó, trầm cảm đó. Thì lúc đó và bác sĩ mới bằng lòng tôi mới à? Lúc đó mới chấp nhận thôi, chấp là im lặng lại, lúc đó thì mới bắt đầu mới suy nghĩ lại đó. Có những người nói về chuyện tình trầm cảm, nói những cái bệnh người khác ghê gớm, nhưng mà ngay xảy ra ngay trong nhà mình đấy nè, có những người nói bác sĩ tim chữa bệnh tim người khác rất là giỏi, nhưng mà ngay đến bệnh nhân thân, người thân nhất, cha mẹ mình, anh em hay bản thân mình bị bệnh tim mà không biết. Cho nên tôi muốn nói đây quý vị biết, đừng để ý tới con em của mình, phải em dạ phải có tỉnh rất thức nhiều em nhỏ bệnh nhân á, từ 8 cho tới 18 tuổi, có nhiều em học rất là giỏi, nó đi thi hùng biển khắp nơi á, mỗi lần vô mặt đúng như là không có thể cười được, nó rất là stress, nó không cười được, nó không ngủ được, mỗi lần nó vô là nó rất exhausted, là tại vì học AB là AB là Stanford gì hả? Yeah. Honor classes hoặc international baccalaureate, tức là học theo cái kiểu mà cái trình độ mà cao hơn, nó và yeah, nó cao hơn và nó trong cái trình độ quốc tế đó. Dạ. Yeah. Thì nó rất là nó căng thẳng, nó học rất là giỏi, nhưng mà cái áp lực đó, và bây giờ trường học á là cho bài vở rất là nhiều các em, có lẽ là cái tuổi là tuổi ăn tuổi ngủ, tại vì khi mình ngủ nó mới là recover cái sức khỏe của mình, nó boost cái immune system của mình. Đúng. Nhưng mà mấy em á là không được cái điều đó. Mấy em học ngủ 4 tiếng, 5 tiếng ở cái tuổi như vậy mà ngủ. Thường thường cái tuổi mà high school, junior high là ít nhất là phải 8, 9 tiếng. Còn mấy em là còn nhiều khi là chỉ có 4, 5 tiếng. Có nhiều em rất trẻ, mới có 11, 12 tuổi mà bây giờ là kinh niên chỉ có ngủ được có 4, 5 tiếng mỗi ngày, thì chỉ có thể tưởng tượng cuộc đời nó rất là dài. Mà mình mới có trẻ như vậy mà mình đã chỉ có thể ngủ 4, 5 tiếng, sao được cái cơ thể mình nó có thể phục hồi. Và cái khía cạnh về thường thường Harvard ra một cái nghiên cứu đó, những người mà không ngủ được á, thì cái xác suất mà mình bị anxiety, tức là bị hồi hộp lo sợ hoặc là bị trầm cảm, cái xác suất đó tăng gấp đôi, gấp ba lần. Đấy. Thì mình thấy là trẻ như vậy rồi, và đó là mình chưa kể đến những cái bệnh khác về vấn đề thể chất ha. Trầm cảm nó hay đi lại khẩn trương, rối. Yes. Anxiety quý vị, sợ hãi đó, và hay bị cấu kỉnh.
Đúng. Họ hay là cấu bẩn. Mấy em nhỏ thì nó lại hay bị cái người lớn thì họ không có dễ cỡ, không có dễ tức giận, nhưng mà con nít mà nó bị trầm cảm là nó có anger, nó có rage. Rồi cái đó là một cái sign để mà cho gia đình để ý nha, chứ không phải tại vì em nó hồn hay là cái gì đâu, nó không có handle được những cái stress và nó overactive. Trước khi đến cái phần gia cảnh của chị Thơ, mình muốn nói cho anh một cái vị bác sĩ này là mình nói tên là cộng đồng chúng ta sẽ biết đó. Một ngày tôi đi trước khi vô trong nhà, cái khu mà gate chỗ nhà mình, thấy anh nó đang đứng. Ủa, anh nói ủa tại sao anh tới khu này, anh đâu phải ở đây đâu, mà anh đứng anh nhìn vô một căn nhà mà anh đứng một cách như người mất hồn nữa, mà mình cũng không muốn chào tại mình cửa nó mở rồi mình phải đi luôn, không lẽ bây giờ mình ngừng lại thì không được. Thì chị biết tại sao anh bác sĩ nó đứng đó không? Vì sao? Anh chuẩn bị chờ vợ đã ly dị của anh mở cửa để anh vô thăm đứa con. Mà khi cháu nó lên UC Berkeley, cháu nó học mà bị stress không nổi, cháu snap một lần, schizophrenic luôn, bị bệnh tâm thần phân liệt luôn, tức là nghe tiếng nói mà điên luôn, mà không còn phân ra. Bây giờ trong khu mình thấy cháu có một lần cháu, mình gọi cho cái anh bạn mà đối diện trước nhà mình, anh Bình, nó nói có một cái cháu nhỏ nào mà tại sao nó đứng trước nhà anh mà nó đi tới đưa lui, nó nói chuyện một mình, nó hóa ra là cháu đó, con của vị bác sĩ đó. Bác sĩ đang chờ để gặp cháu. Mà nguy hiểm lắm, tại vì trong bua trong đó là người Mỹ trắng trong đó mà không biết đó, mà họ gọi cảnh sát tới đó, mà cháu lại không có hành xử properly á, nhiều khi nó rút súng ra nó bắn luôn à, tại là người da màu hay gì á. Nguy hiểm lắm, cho nên rất là nguy hiểm. Dạ, thực ra phân tâm liệt nó là một cái bệnh di truyền ha. Và tới một cái tuổi nào đó nó sẽ phát. Thành ra là có những cái sốc ở trong cái stress thì nó sẽ full blown thôi. Chứ còn tới cái tuổi nào đó khoảng 19 20 cái tuổi mà mình lên đi học đại học là nó phát. Và cái bệnh đó là di truyền, ví dụ như cha mẹ mà có thì con khoảng 40% là sẽ có. Thành ra có nhiều người thấy đi lên đại học cứ tự nhiên phát cái bệnh ảo giác ảo tưởng, nhưng mà thực sự nó là đã predisposition rồi. Mà ở cái tuổi đó thì nó phát. Dạ, nhiều người nói ồ chắc là thất tình nên mới bị như vậy, nhưng mà thực sự ra có cháu lớp 14, 15, có cháu hàm mấy, có những người 30 mấy vị đó, thì cháu nhà chị hình như nó cũng trong dạng đó. Cái sự chia sẻ của tiến sĩ Xuyên Đông như bác sĩ Định cho chúng ta, cho những người phụ huynh nên để ý những sự thay đổi của con cái mình. Vì nhiều khi mình hiểu lầm đó là cái sự chuyển tiếp dậy thì, vào tuổi dậy thì có những thay đổi hormone và những cái tính tình nó hơi thay đổi một tí xíu, nhưng mà đúng nên lưu ý. Mình phải ngưng lại, tại vì mình cứ push con mình quá đó, trông mong nhiều quá đó, so sánh, muốn con mình làm ông này ông kia, được này được kia, để mà make up cho những gì mình đã không có trong thời niên thiếu của mình. Cái này là cái Việt mà Nam mấy em nhỏ nó nói nhiều nhất, nó nói cái mà nó đau nhất đó, nó buồn nhất, nó không có cảm thấy là nó được chấp nhận là nó, là khi bố mẹ so sánh, nó với lại con của bác này bác kia, có bạn của bố mẹ, hoặc là so sánh nó với anh với chị trong nhà vân vân. Thì cũng có cái trường hợp lâu rồi trong quá khứ có người con đã giết mẹ vì đó. Mẹ cứ bắt đi học bác sĩ hay gì đó. Và ngoài bên cạnh những cái yếu tố mà áp lực của cha mẹ đẩy lên con, đặt lên con cái, còn những cái biến động trong cuộc sống ha, là đổ vỡ tình cảm, ly dị của cha mẹ, rồi thất bại kinh doanh tài chính, làm xáo trộn trong gia đình, hay là người thân qua đời đột ngột, tất cả những cái nhiều đó nó cũng tác động với. Và tại chúng ta gần hết giờ của phần 2 thì rất là nhanh, xin tiến sĩ Xuân Đông như bác sĩ Định có thể nói những cái dấu hiệu nào cách ngắn gọn để trước khi chúng ta đi vào phần quảng cáo. Những cái chức năng trong đời sống của mình mà mình không có làm được những chức năng đó, ví dụ như ha, vấn đề ăn uống ngủ nghỉ ha, với bệnh mà chẩn định là Xuân phải hỏi cái chuyện đó trước, rồi sau đó Xuân hỏi cái sự liên hệ của họ với những người chung quanh nó như thế nào, cái chức năng của họ đi làm đi học đó ra làm sao, khi những cái dấu hiệu ha, cái sắc diện của mình, cái affect của mình, cái mood của mình, không có, có nhiều người có cái affect mình nó không có được tự nhiên nữa. Mình thấy có nhiều khi họ rất là vacant, tức là họ bị lạc vô đâu nhé. Rồi tùy theo bây giờ mình muốn hỏi là người lớn hay con nít, người lớn nó khác mà con nít nó khác nha. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói thanh thiếu niên đi, thì như hồi nãy Xuân có nói đó, cái sự mà tức giận của các em mà nhiều khi Việt Nam mình không biết thì mình hay nói là bị cọc. Nhưng mà thực sự những cái bạn mà bị cọc đó là cũng có những cái issue nó bị ức chế. Nên mình cần phải tìm hiểu ha, cái sự ăn uống ngủ nghỉ của các bạn, cái sự liên hệ trong đời sống tự nhiên thay đổi bạn bè, hoặc là vấn đề học vấn nó đi xuống ha. Rồi vấn đề liên hệ với gia đình, hay là những cái thay đổi, những cái gì mình thích nó tự nhiên bị mình không muốn nữa. Mình không muốn nữa không phải là tại vì mình có những cái ý muốn khác, mình không thích cái gì cả, và mình cô lập với những người xung quanh và mình thay đổi những cái đó. Thì đó là một số cái dấu hiệu, nghĩa là tiêu biểu thôi. Mình muốn nhắc là những gì mà chị Xuyến nói là quý vị nên nhớ cho dùm ra.
thì cái dấu hiệu đó là ăn rất là nhiều hay ngủ rất là nhiều, hoặc là ăn rất là ít hay ngủ rất là ít, rối loạn sự thay đổi, di chuyển chậm chạp, suy nghĩ không được tập trung ấy đó, hay là buồn bã, chán nản, không những gì đã từng làm bây giờ không làm nữa. Nhưng mà trở lại vấn đề chị Thơ mình nói, cái gì mà đưa đến mình đây, quý vị nói nhiều khi quên. Bây giờ quý vị nhớ chữ T giùm tôi, cuộc đời nó nhiều chữ T lắm quý vị. Tôi lắm lúc tôi thích chữ T thì cái gì mà đưa đến bị buồn á, thường thường nó dính tới tình, tiền, tù, tội, thằng tôi đó, tự tôn, tự ti đó, rồi thân thuộc, thân thích, tử tức, là đời sống gia đình có người bị mất đó, thân thuộc, hay là có sự mà cha mẹ đánh đá nhau rồi con nó sẽ bị buồn ly dị nhau đó. Rồi cái gì trong gia đình mình thân thuộc, thân thích và thân thể nữa quý vị. Những người đang bị bệnh, có nhiều người bị Covid xong rồi bị yếu đi, họ sẽ bị buồn lắm. Có những người bị ung thư thì cũng sẽ buồn lắm. Có người uống thuốc beta blocker bị cao máu, có một số thuốc nó làm cho ta bị buồn lắm. Cho nên quý vị nên nhớ những chữ T đó, ok. Tình, tiền, tù, tội. Cái thằng tôi đó, cái tự tôn, tự ti đó, so sánh với người khác, mình yếu kém, mình mát cô đơn, tuổi phận hèn. Những cái đó mình hay đưa đến cái chuyện mà mình so sánh con mình với đứa khác đó. Vậy nhớ lại cái vấn đề mà thân thế tử tức, thân thuộc, người thân trong gia đình. Vâng, đó, chữ T không à, nhiều chữ T lắm. Và lát nữa đây chúng tôi sẽ nói phương cách làm sao người thân đối phó với những người bị, người thân trong nhà bị bệnh tâm thần. Xin quý vị tiếp tục theo dõi sau vài thông tin thương mại.